Bên cạnh việc giáo dục, các đề án phục hồi ngành du lịch cũng đang được xây dựng. Mới đây thì tại cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể theo và Du lịch, Tổng cục Du lịch và Bộ Y tế, Phó Thủ tướng đã yêu cầu ngành du lịch khẩn trương khôi phục lại hoạt động nhưng phải an toàn chắc chắn. Việc thí điểm đón khách quốc tế sẽ tính toán kỹ về điểm đến cũng như thời điểm thích hợp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, phương án từng bước mở lại các hoạt động du lịch phải theo đúng tinh thần nghị quyết 128 của chính phủ là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2021, Việt Nam chủ động được cơ bản nguồn vaccine, thuốc điều trị, sinh phẩm xét nghiệm, ý thức người dân trong phòng chống dịch bệnh đã nâng cao. Phó Thủ tướng cho rằng đây là những yếu tố thuận lợi để từng bước mở lại hoạt động du lịch. Theo ông, dù ro dịch bệnh của ngành du lịch là tần suất người di chuyển rất cao, phạm vi rộng, vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải ban hành ngay hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trong hoạt động du lịch rất cụ thể, chi tiết. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương giả soát, cập nhật sớm, ban hành hướng dẫn với các hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không. Tất cả hoạt động du lịch, từ đi lại, lưu trú, dịch vụ, ăn uống và tuân thủ đúng 5K, nhất là đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách. Phó Thủ tướng lưu ý. Về thí điểm đón khách quốc tế, Phó Thủ tướng ra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch khẩn trương làm việc với các địa phương, bộ, ngành để có kiến nghị cụ thể về điểm đến, thời điểm, quy mô, quy trình thủ tục, đi lại, lưu trú, phương án xử lý khi có ca nhiễm, sau đó báo cáo với Thủ tướng để tháo gỡ vướng mắc khi cần thiết. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngành du lịch cần khẩn trương khôi phục lại hoạt động từng bước an toàn, chắc chắn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại thì tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đang dần trở lại về trạng thái bình thường mới tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hữu. Mỗi người hãy tự nâng cao ý thức, bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo Sức khỏe và Đời sống. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của vị khán giả. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng. Hãy like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức Covid-19 tiếp theo.